trăm mét thôi mà. Đây là cấp pulley hạ xuống cho nó nhẹ điện nhẹ tải bớt. Đây cổ dê mới được. Cổ dê nó nãy còn cá trong bịch đen á. Văng liền. Ra nước mạnh dữ lên chứ. Chưa đủ chua đó. Này nếu mà cái hồ này nó bơm chắc cũng không bao lâu mà cạn mẹ. Mới anh em mình chế dao cho anh em ở ngoài